Trước khi ngủ, nhỏ vài giọt dầu gió vào 3 điểm này tốt hơn cả thuốc quý, giúp bạn khỏe mạnh và sống thọ hơn. Trong y học, dầu gió được dùng để hạ sốt, chữa đau nhức đầu và giảm đau nói chung. Ngoài ra thì dầu gió còn có công dụng giảm ho và sát trùng. Vì vậy nó rất tốt để sử dụng trong các trường hợp như cảm lạnh, cảm cúm. Mặc dù vậy, ít ai biết đứng những vị trí có thể bôi dầu gió, ngay cả khi bạn hoàn toàn khỏe mạnh thì có thể giúp phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Thứ nhất, bôi dầu gió vào rốn. Bôi dầu gió vào rốn thì rất tốt cho thận, giúp bạn ngủ ngon hơn, giảm đau bụng kinh và cải thiện hệ tiêu hóa. Bộ phận này thì kết nối với nhiều cơ quan quan trọng, trong đó có thận. Khi được tác động đúng cách thì rốn sẽ giúp bạn chữa lành một cách nhanh chóng và an toàn. Bạn chỉ cần nhỏ một giọt dầu gió vào rốn trước khi đi ngủ buổi tối để làm ấm cơ thể của bạn, nhất là thận. Hành động này cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là đối với những người có đường tiêu hóa kém, thường xuyên bị lạnh bụng. Đây là kinh nghiệm dân gian đã được rất nhiều người sử dụng. Thứ hai, bôi dầu gió vào lòng bàn chân. Bôi dầu gió vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ buổi tối thì thực sự rất tốt cho dạ dày, bàng quang và các tạng phủ khác. Lòng bàn chân thì có nhiều dây thần kinh kết nối với các cơ quan khác nhau. Nói cách khác thì tất cả các vị trí trên cơ thể chúng ta đều có liên quan tới lòng bàn chân. Bởi vậy nếu bạn chăm chỉ bôi dầu gió vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ buổi tối thì lục phủ ngũ tạng sẽ được hưởng lợi. Đặc biệt nếu kết hợp với massage lòng bàn chân thì còn giúp cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ chữa đau đầu và đau nửa đầu. Thứ ba, bôi dầu gió vào hai bên thái dương và nhân trung. Bôi dầu gió vào hai vị trí này thì có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, đồng thời tránh đột quỵ. Bởi vì nếu hai vị trí này không được cung cấp đủ máu hoặc lưu thông kém thì hoàn toàn có thể dẫn tới đột quỵ. Biểu hiện rõ ràng nhất của việc máu lưu thông kém là bị đau nhức hai bên thái dương. Khi đó thì bạn chỉ cần sử dụng một chút dầu gió day nhẹ vào hai bên thái dương thì có thể giúp bạn tỉnh táo hơn, làm giảm cơn đau và phòng tránh đột quỵ. Nhất là vào những ngày nắng nóng, nhiều người đi từ ngoài vào phòng thì thường bị sốc nhiệt bởi vì nhiệt độ quá cao. Khi đó thì bạn chỉ cần sử dụng một chút dầu gió để bôi vào nhân trung, có thể giúp cơ thể tỉnh táo hơn, đồng thời chống đột quỵ. Dầu gió thì cũng là một vị thuốc trong đông y, nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp bạn sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy các bạn hãy tham khảo và bôi dầu gió vào đúng 3 vị trí kể trên vào buổi tối trước khi đi ngủ để có thể sống khỏe mạnh lâu hơn. Các bạn đừng quên like, share và theo dõi page để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích nha. Sống lành, đồng hành chăm sóc sức khỏe gia đình bạn.